ra là coi như là nó tóm ra là làm dâu thì con dâu thì chưa làm dâu. Dạ, nói chung là mẹ chồng. Tóm ra là mẹ chồng làm lại con dâu. Xin mời. Dạ chào cô. Mời cô ngồi. Chào chị. Dạ xin mời chị ngồi ạ. À, bây giờ thì cô có thể giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết ạ. Tôi tên là Lê Thị Ngọc Loan, 54 tuổi, quê ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa nó là quê, bây giờ nó là thành phố. Dạ xin mời chị ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, em chào chị Lê Lộc, em xin chào khán giả. Em tên là Đoàn Thị Bích Hiền. Năm nay em 23 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là bán hàng online. Dạ em làm dâu của mẹ được 1 năm. Em có một bé gái được 3 tháng. Con là quê ở Phú Yên hay gì ạ? Dạ. Nó nghe giọng biết rồi. Phú Yên ha. À, Phú Yên ở chỗ Hoài Linh á. Những ngày mà đầu tiên gặp con dâu, cô ấn tượng gì với con dâu của mình không? Tại vì hồi trước lúc đó thì có lên Facebook thì thấy thằng trai chụp với con dâu, thì cũng lúc đó nhìn con dâu thì thấy thấp thấp lùn lùn mới ghẹo nó. Kiếm vợ xong mình thấy nó nhỏ con lùn quá vậy. Mốt á, chừng mốt đẻ đằng 7 chú lùn luôn á. Mấy tháng sau, 2 tháng sau á, nó dần về. Dần về, dần về thấy thì sao? Thấy cũng giống y như trong hình. Trong ấy không tha, không khác gì hết. Nhưng mà được cái là tánh tình thì cũng hiền, biết chào hỏi. Cái ấn tượng đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, có nghe chồng nói trước là mẹ hiền chứ không có dữ. Xong rồi chở tới nhà thấy mẹ ngồi ở ngồi ghế đá. Thấy mẹ tóc tím chứ không phải là tóc dài như bây giờ. Xong vào thì mẹ hỏi giống như là công an điều tra gì đó. Quê đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi, ba mẹ làm gì. Lúc đó khó chịu không? Dạ cũng không, tại vì chắc muốn biết con dâu thì phải hỏi như lý lịch này kia. Rồi không biết là khi mà về làm dâu rồi sao chị? Mẹ có khó không? Mẹ chồng em tuyệt vời lắm. Thiệt không? Dạ. Mẹ chồng em hơn là mẹ ruột của em luôn. Về nhà là mang bầu liền. Em không có phải làm gì hết, mẹ tất cả là mẹ làm hết. Còn rất là cảm ơn mẹ. Chị có bao giờ nói cái từ cảm ơn này với mẹ chưa? Dạ chưa. Con thì cũng có hai đứa, con gái thì ở xa. Thì có thằng trai thì cứ dâu về thì giờ có nhà cũng không có người. Đã bầu bì rồi, thành ra là đâu có làm gì đâu. Thành ra mình cũng phải làm. Mình thấy ốm ngén hành này kia đó. Giờ tới lúc sanh, còn non ngày non tháng thì mình cũng phải làm. Thành ra là coi như là nếu tóm ra là làm dâu thì con dâu thì chưa làm dâu. Dạ, nói chung là mẹ chồng làm ra, dâu chồng làm lại con dâu. Thì hai mẹ con có hợp nhau điểm gì không? Dạ, em với mẹ hợp nhau thích uống trà sữa. Hàng chi? Uống hoài nó mập á. Không, lâu lâu thỉnh thoảng uống vậy thôi chứ không có uống thường. Hợp tiếp theo là em với mẹ em hợp nhau là không thích chồng em nhậu. Mỗi lần chồng em nhậu là về là em nhắn tin Facebook cho mẹ là mẹ ơi chồng con nhậu nữa đó. Để hôm nay là chồng em ngủ hết xong qua ngày mai mẹ sẽ chửi. Ủa em thích uống trà sữa thì phải để chồng em thích nhậu chứ. Tại chồng em nhậu vào á là không ai nói được hết á. Có chuyện gì chưa hợp không? Dạ nhiều lắm chú Quyền Linh. Thì em là người miền Trung, mẹ em là người miền Nam. Thứ nhất là về ăn uống thì rất là khác. Kho cá hay là nấu cái gì món kho mặn là đều nấu bằng nước dừa hết. Dừa ngon mà. Dạ tại con miền Trung thì ăn mặn hơn, còn này ăn ngọt. Đặc biệt là món canh chua rất là ngọt. Mấy canh chua mẹ con có nấu nước dừa không? Dạ không, nhưng mà nếu phải 2-3 muỗng đường luôn. Có một lần là em nấu món canh khoai mỡ. Tại ở quê là phải cắt thành khúc, sắc khúc. Xong mẹ xuống thấy nói trời ơi sao khoai mỡ mà phải băm ra chứ sao lại nấu khúc thế này. Thì sắc cục riêng cho em, còn em nạo ra mới cho mẹ. Nhà mẹ là nấu canh gì cũng phải biết nấu bằng tôm khô cho nó ngọt nước á. Dạ em thì ở quê là không biết tôm khô. Thì lúc đầu em ăn không quen, nhưng mà dần dần 4-5 tháng trở lên thì em ăn mới quen dần. Rất là khó ăn. Bữa đó có mẹ ruột của em vào kho cá. Mẹ thì kho bằng nước dừa rất là ngọt. Xong chị xui á, bỏ thêm mắm vào. Xong mẹ chồng kêu chị mới bỏ thêm mắm vào. Tôi biết mà. Có nghĩa là mẹ em ăn vào thấy mặn hơn á. Tức là mẹ ruột ở chung với mẹ chồng luôn. Dạ bữa đó em sanh tháng đầu tiên mẹ em có vào được 10 ngày. Có biết con dâu là nó ngoài miền Trung thì phải ăn mặn rồi. Dạ. Nhưng mà mình trong Nam thì mình ăn cũng hơi ngọt một tí. Nhưng mà con dâu thì chịu đựng ăn. Rồi khi mà con dâu nấu á, mẹ chồng có chịu đựng ăn được không? Thì cũng chịu đựng ăn luôn. Nói chung chịu đựng nhà hoài vậy đó hả? Cũng như là thì nó hay ăn mặn thì mình ăn ít một chút. Vậy trời thôi. Ơi, sao không nói với nhau, ví dụ giờ mình ngồi nói với nhau thôi. Thì giờ con nếu mà con nấu cho mẹ ăn thì con bớt cái này, hay là mẹ nấu cho con thì mẹ bớt cái này, không có nói với nhau hả?
Dạ không. À, nhưng mà mẹ em sợ mập, không ăn cơm, ăn vặt thôi hả, chứ không ăn cơm. Em thấy khác cái đó. Mắc cỡ à, này nói cho mẹ mắc cỡ, không ăn cơm luôn con. Ăn dạ, mà ít ăn lắm. Với tự như sáng mình ăn sáng rồi thì chưa không ăn cần phải ăn cơm nữa. Dạ thôi. Có em đó với ba chồng vậy, ăn cơm thôi, còn chồng với mẹ chồng không ăn. Chồng cũng không ăn luôn. Dạ. Chồng cũng giảm cân luôn. Giảm cân nhưng mà vẫn lên ký đều đều. Em có bao giờ em nghĩ là em sẽ tặng mẹ một món quà hay là đưa mẹ em đi chơi đâu chưa? Dạ chưa, toàn là mẹ chở em đi không mà, chứ em đâu có chở. Hôm nay tới đây mẹ em chạy với một con số bất ngờ. Chạy xe kinh khủng. Kinh khủng lắm em hả? Em ơi sao mà em sợ luôn. Từ ở Bình Thạnh chạy lên đây chắc phải tầm 20 phút á. Trời ơi. Trời chạy mà cứ thắng lại xong em sợ quá trời luôn. Sao không la? Thôi sao mà dám la mẹ chồng. Đi đâu toàn mẹ em chở không mà. Nhưng mà chắc là hôm nay mẹ vui quá. Không cô? Chạy cũng đông không có nhanh mấy mà nên tại nó ngồi ăn sao là nhanh chứ cũng. Ủa, đâu vậy là thường thường hai mẹ con mình có đi chung không, có chở nhau không? Dạ, có, dạ chưa. Đi thỉnh trời thoảng thôi chứ à. Sao ta nói bình thường tưởng là đi bình thường, đi chậm nay đi nhanh. Dạ không, lúc trước đi thử đồ cưới cũng chở nhanh lắm, mẹ em chạy xe ghê lắm. Ta ngồi ta ôm chặt không? Dạ sợ luôn. Ôm chặt ta nhéo rồi nè. Bớt là chạy lại. Thấy chạy cũng bình thường chứ có gì đâu mà ai cũng chạy lên nói là chạy nhanh. Cô có nhìn cái kim đồng hồ không? Không có nhìn cái kim, chạy thôi à. Cậu được. Nào chạy tới nơi nhìn quan dâu mình nó ngồi đâu mất tiêu rồi không? Ở nhà hai mẹ con mình còn những điểm nào mà chưa hợp nhau nữa cô? Mẹ nói đi. Mẹ nói đi, không nói con nói đó. Đúng rồi, kỳ trước khi lúc mà có bầu á, tại vì đang làm công trình ở trước nhà người ta làm mở đường đó, thì lúc có bầu á thì có đi qua nhà bà con chơi hôm đó đi. Rồi đi hoài cũng mấy lần vậy, cô có nói thôi hay là đi về nhà quê, đi quê về quê đi cho nó yên tĩnh chút, như đây ồn á. Ý nó nói là cô thì lại là đuổi đi về quê. Dạ. Nhưng thực ra là không phải là vậy, thì nó không có nói mà có thằng chồng nữa thì đợi nói. Hôm bữa cô dành coi như dành nuôi cháu nội đó, ở đây giờ tự nhiên đuổi về quê. Mà không nói thì cái đem cái ngồi nó khóc. Xong trách mẹ hay sao? Dạ tại thấy tuổi thân á, tại đó, mẹ nói là ở lại sanh, tại lúc đó cũng 8 tháng rưỡi rồi, bây giờ có về quê cũng đâu có được. Mẹ em điện vào là xin về quê đẻ, nhưng mà mẹ nói là ở trong này đẻ thì bây giờ có 8 tháng rưỡi rồi, về cũng đâu có được nữa. Nên lúc đó em tuổi thân em khóc. Chồng em mới kêu là vô dọn đồ đi, chiều đi về quê. Rồi có dọn không? Cuối cùng tại vì em cũng sợ mẹ chồng cho nên mà nói thôi đi. Ở lại chứ bây giờ 8 tháng rưỡi rồi mà về gì. Đúng là lúc đó thì em phải nói chuyện mẹ chồng, chia sẻ thẳng thì nó không có nỗi buồn nữa đúng không? Rồi em có tâm sự với chồng không? Dạ không. Cũng không luôn. Thấy chưa? Đôi khi trong nhà đó cũng phải tâm sự với chồng, có gì nói thẳng với mẹ chồng để hiểu nhau nhiều hơn, để đừng buồn thôi. Chứ thật sự mẹ em đâu có muốn gì thì điều đó đâu. Còn một cái là về trang phục. Em thì em là người tiết tiền nên là em chỉ mua đồ chợ, đồ rẻ thôi chứ không có mua đồ mắc tiền. Em mua đồ về thì mẹ kêu là đồ chợ này kia. Nhưng mà mẹ muốn là mua một bộ nào đó thì phải cho chất lượng chứ không có mua đồ rẻ. Bữa nào ra chợ mua tặng mẹ thử bộ đi. Dạ nếu như mà mẹ thích đồ vậy thì em sẽ cố gắng mua đồ mắc tiền hơn. Cái ngày sinh nhật của mẹ đó là con dâu nhớ không? Dạ nhớ, có một lần là em tổ chức sinh nhật cho mẹ nhưng mà chỉ mua bánh kem thôi chứ không có tổ chức gì. Tại lúc đó là đang xây nhà nên là ở nhà thuê chật chội nên cũng không có làm gì được. Mẹ có ăn bánh kem không? Dạ có. Sao nãy nói mẹ sợ mập? mẹ sợ mập lắm, nuôi bệnh 2 tháng thức đêm luôn mà mẹ vẫn lên ký đều đều, không có phải xúc cân. Vậy là do cơ địa của mẹ rồi. Dạ. Từ nhỏ đến lớn giờ chưa có sinh nhật lần nào hết á. Có bao giờ thấy cảm thấy buồn mà nói trời ơi, con dâu tôi chăm sóc cả năm nay mà chưa bao giờ nó mua một cái bộ đồ món quà nào nó tặng mình không? Sanh rồi nó cũng đi làm, nó không có tiền. Thành ra mình cũng không có buồn gì đó. Chừng nào nó có tiền, nó không mua cho mình á, thì mình mới trách nó. Quá tâm lý luôn. Vấn đề ở đây không phải là quà lớn hay quà nhỏ. Anh nghĩ rằng á, lâu lâu kệ nó ra chợ đó, em mua sợi dây thun buộc tóc á, em tặng mẹ cũng vui nữa, đúng không? Từ lúc về làm dâu em với mẹ chưa có đi chợ chung lần nào hết. Mẹ chồng rất là thương nhưng mà em hình như là ít có gần gũi. Thường là mẹ có hay la mình không? Có nhiều khi mẹ góp ý ở
bừa bộn này kia, xong mẹ nói dọn dẹp này kia, nhưng mà không có nói thẳng, chỉ nói thì em chắc là mẹ nói mình chứ nói ai nữa. Nhà cửa không lâu rồi dơ này kia, rồi quần áo không xếp gì thì nói chị thôi, cho mình em thì nói em chứ nói ai. Cô bây giờ dâu nói đúng không vậy? Thì đúng, tại vì nhiều khi nó cũng bề bộn quá. Cô cũng nói bâng quơ chứ không có kêu tên nó nói hả? Trong nhà có mình nói chứ có ai, thì giờ không lẽ mình nói ai? Đúng rồi. Nói là nói nó chứ. Cô cũng đâu nói trực tiếp với con dâu đâu. Trời ơi, tôi nói cái nhà này á, nó nào nó ấy cũng làm biến hết, ví dụ vậy. Thế thay vì lúc đó cô nói chuyện trực tiếp với dâu nè, dâu, để má nói cho con nghe, thì nó lại hay hơn. Nhưng mà Linh nghĩ rằng hình như có một cái sợi dây vô hình nào nó vẫn còn nằm ở giữa mẹ con. Tại nếu như mà thân thuộc giống như Lê Lộc nãy nói đó, nè Lộc chú nói cho nghe nè, dạ. Rồi con làm này không được đâu, ngày mai con đổi đi ha, dạ. Ngày mai con mua quà cho chú, mua áo, mua quần tặng chú ha, rồi cái cho chú mượn tiền xài nha, nhớ nha. Thí dụ vậy, dạ. Nó tình cảm hơn, được không cô? Giờ cô hơi ngại xíu thì mình làm con, mình có thể như là mình sẽ... Chủ động. Ờ, đúng rồi, nhưng mà cũng ngại lắm. Hai người ngại hết trơn. Nhà giờ cũng không có ai, thành ra mình cũng sợ. Chú bây giờ bị bệnh, bị tai nạn hồi năm ngoái. Dạ. Nghỉ làm. Con dâu có chăm sóc bố chồng không? Dạ không. Mẹ em vừa chăm sóc ba, vừa chăm sóc em luôn. Chú nghĩ rằng hình như một năm nay con chưa làm dâu thì phải. Dạ đúng rồi. Đó là một thì nó cũng có nhiều áp lực như vậy đó. Nhiều cái áp lực đó, mình không có thoải mái. Trong người nó bực bội đó, đủ thứ chuyện đó đó. Dạ. Nhà chuyện cửa nó tóm ra là cái nhà cũng phải lo đó, là vậy. Tức là cô là trụ cột trong gia đình đó. Đúng rồi, trụ cột trong gia đình đó. Cô có lo lắng gì về hai vợ chồng của nhà không? Lo lắng thì cũng có thằng trai thôi. Thằng trai á, thì giờ có vợ có con rồi nhưng chưa biết lo. Nó cũng còn mê chơi này kia vậy đó. Nhiều khi cũng buồn lắm. Em có khuyên chồng mình không? Dạ có khuyên, nhưng mà chồng em không nghe, cứ kêu anh biết rồi vậy thôi chứ cũng vậy à. Giờ chỉ có mong muốn là con trai nó nên người thôi, đừng có mà mê chơi bời gì hết. Thực sự là trong sâu thẳm mẹ chồng em rất là buồn, rất là cô đơn. Anh nghĩ rằng là con nên gần gũi với mẹ chồng nhiều hơn. Dạ. Qua đây thì cô có mong muốn thay đổi ở chị điều gì không cô? Dâu thì cũng thấy thì nó đóng ra nó cũng hiền lành, lễ phép là được rồi, nhưng mà mình cũng không mong muốn gì nữa hết. Sau này nó dọn dẹp cho nó gọn gàng chút đỉnh vậy thôi. Và một lời nhắn nhủ cho con trai của mình thì cô muốn nói gì? Con có vợ có con rồi, con phải nên người, ra đường nghe lời bạn bè rồi hư hỏng là cũng không ai giúp, bạn bè nào giúp hết trơn á, chỉ mong vậy thôi. Còn chị không? Mỗi lần mẹ lau nhà mẹ đừng có chửi nữa. Không chửi thì mình lau. Thì em con em lớn thì em sẽ làm, chứ bây giờ cũng bắt đầu làm. Không mấy thôi, vợ canh cái vợ con mình ngủ á, rồi mình lao cho mẹ đỡ chửi. Em có muốn nói với chồng em điều gì không? Mong chồng em trưởng thành hơn, đừng có ham chơi nữa. Bây giờ là hai mẹ con ôm nhau đi nào, ôm chặt nhau. Con cảm ơn mẹ trong thời một năm qua đã chăm sóc cho con hơn cả mẹ ruột của con. Con mong muốn mẹ sẽ sống thật khỏe để ở bên con cháu. Lâu lâu á chạy tới ôm hôn mẹ chồng cái hỏi mẹ khỏe không, hôm nay mẹ có muốn điều gì muốn nói con không? Ngại lắm chú. Mẹ chồng đang giấu gì ngại? Có hôn chồng mình không? Không. Sao vậy? Tại ngại á chú. Chồng mình mà sao ngại? Chồng nhưng mà không có phải tình cảm như vậy. Lúc yêu á thì tình cảm không? Nhưng mà bây giờ cưới về hết tình cảm. Trời đất ơi, mới có một năm mà. Dạ. Nói với chồng đi, chồng ơi mỗi sáng hôn em cái được không? Chồng ơi, mỗi sáng đi làm hôn vợ con cái nha. Chúc mẹ chồng nàng dâu yêu thương nhau nhiều hơn. Và những cái lời nói ngày hôm nay hy vọng là con trai cô sẽ nghe và sẽ thay đổi chính mình cô nhé.